Xin chào các bạn, mình là Tùng ha. Thì hôm nay mình sẽ quay lại với một video clip khá đặc biệt. Thì hôm nay ở tập trước thì mình có chia sẻ về những cái điểm mà mình thích trên chiếc Vespa. Thì bữa nay sẽ là một video mà mình sẽ chia sẻ với các bạn sau mà 4 năm, khoảng thời gian là 4 năm mà mình sử dụng cái chiếc xe này. Cũng như là những cái điểm thích thì mình đã nói rồi, và sẽ có những cái điểm mà mình chưa nghĩ lắm ở trên chiếc xe này. Thì hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn luôn ha. Rồi ok, đầu tiên trái tim của chiếc xe đó chính là phần động cơ. Động cơ chiếc xe này thực sự là trong vòng hơn 4 năm nay thì đối với cá nhân mình thì mình chưa gặp bất kỳ một cái vấn đề trục trặc gì với máy móc nó cả. Ngoại trừ là mình chỉ thường xuyên thay nhớt, thì các loại nhớt thì mình cũng chỉ sử dụng các loại nhớt tầm 1.500 cây là mình thay rồi, chứ không có sử dụng những loại nhớt nhiều hơn như là 3.000 cây, tại vì mình muốn là luôn luôn thay đổi các loại nhớt để cho động cơ nó luôn luôn hoạt động ở tình trạng tốt nhất. Về mức tiêu hao nhiên liệu trên chiếc xe này thì như mình cũng đã nói thì mình chạy ở trong nội đô cũng như là chạy đường trường thì đâu đó khoảng tầm ngoài 40 cây số một lít. Còn các cái vấn đề mà gặp phải trên chiếc xe này không phải là mình mà những cái bạn khác gặp về tình trạng đó là rung đầu. Cái đầu xe này khi mà các bạn mới đè máy lên và ga những ga đầu thì nó bị tình trạng là rung cái đầu quá. Thì cái này thực sự là cái này cũng rất là dễ mình khắc phục cái này thôi, bằng cách là các bạn có thể là đi vệ sinh nồi, thay bi nồi hoặc là chuông nồi, hoặc là mình có thể là kiểm tra lại dây cura. Và các bạn tốt nhất là thường xuyên nên vệ sinh cái nồi này, tháo ra để xịt rửa vệ sinh nồi thì đảm bảo là bụi bẩn không có, thì sẽ giảm được cái tình trạng mà rung đầu. Xe mình thì đời 2018 thì thực sự là mình chạy mình cũng không cảm nhận được là cái đầu nó rung. Cũng rất là khá, mình nghĩ là khá là may mắn á, tại vì một số bạn là cũng bị tình trạng rung đầu này. Ok, tiếp theo là về nước sơn. Về nước sơn zin của hãng thì mình thấy là khá là tuyệt vời. Tại vì sau hơn 3-4 năm thì nước sơn nó vẫn còn khá là đẹp. Một phần là cũng do mình giữ khá là kỹ chiếc xe này, thì mình rất là ít khi đi, mình thường chỉ là đi cà phê hoặc là đi đâu đó gần thôi. Nên là thường xuyên rửa xe thì mình rửa nhà cũng không có mang ra tiệm nhiều. Tiệm nhiều khi người ta rửa, người ta trà rồi cát kia các thứ nó lên cũng rất dễ là chảy xe. Về nước sơn của Vespa thì mình thấy là khá là dày, nước sơn zin của nó khá là dày. Một điểm nói về cái màu sơn này nữa thì cũng là một điểm khiến mình rất là thích ở Vespa, đó chính là mình thực sự là chưa thấy cái chiếc xe tay ga nào nó nhiều màu sơn như Vespa cả, xanh đỏ tím vàng. Mà trong đỏ thì còn rất nhiều cái màu đỏ, ví dụ như là đỏ đậm, đỏ tươi, đỏ đô, rồi là màu vàng thì là vàng vàng chanh, rồi là vàng vàng gold, rồi gì nữa nhỉ, xanh thì xanh min, rồi xanh da trời, xanh nước biển, rất là nhiều màu. Nhưng mà thực sự là có một điều hay, đó là chiếc Vespa này thực sự các bạn khi mà lên màu nào á, thì nhìn chiếc xe nó cũng rất là cá tính và rất là nổi bật. Nhìn chiếc xe rất là nổi bật và rất là cá tính, chứ không phải mình sơn màu nào mà làm cho chiếc xe nó giảm đi cái phần lịch lãm và thanh lịch trên chiếc xe. Thì mình đó là thì mình chạy xe màu đen không à, tại vì thực sự là mình cũng hợp màu đen, mình không có thích những cái màu mà nổi bật quá. Nhưng mà khả năng là năm sau thì mình sẽ đổi một cái màu khác, màu xanh xanh min hoặc là màu xanh nào đó chẳng hạn. Rồi ok, nói đến phần tiếp theo là các cái chi tiết ở trên xe. Chi tiết trên xe mà mình cảm thấy chưa nghĩ ở chiếc Vespa này lắm. Đầu tiên đó chính là phần cái fork. Fork ở trên đây thì mình đã thay một cái fork khác rồi. Lý do là gì? Lý do là cái fork zin. Cái fork zin ở trên chiếc xe này thực sự là nó có hai vấn đề. Thứ nhất là nó khá là cứng. Fork zin nó khá là cứng, và thứ hai là cái độ đàn hồi của nó không tốt. Chính vì vậy khi mà các bạn đi vào các cái đường mà mình nói là gập ghềnh ha, đường gập ghềnh chưa tính là những cái đường mà ổ gà, thì những cái đường gập ghềnh thì nó
cũng phản hồi không tốt. Tại vì khi mà bạn đi về đường gập ghềnh á, thì cái phuộc này chính vì nó khá cứng và nó đàn hồi không tốt, nên là nó sẽ dội ngược lên cái tay lái của mình, khiến cảm giác tay lái nó rung và nó khá là khó chịu. Nếu như các bạn mà đi ở một cái đoạn đường dài mà gập ghềnh mà bị ổ gà nhiều á, mình nghĩ là nó rất là khó chịu đó, gây cảm giác khó chịu cho mình. Thì mình thay cái phuộc ISS này thì nói chung là nó cũng cải thiện tương đối so với phuộc zin. Nếu các bạn có điều kiện thì có thể thay các cái phuộc như là Olin hoặc là Zeluni, rất nhiều các hãng phuộc khác, thì những hãng phuộc đó thì rất là tuyệt vời. Thêm một điều nữa, đó chính là chính vì cái thiết kế đặc trưng của Vespa, đó là dạng phuộc, một phuộc lạch dạng giò gà. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta đi vào các cái đoạn đường cua thì khoảng tầm 50 đi chẳng hạn, 50 hoặc 60, khả năng mình vào những khúc cua mà hơi nhanh một chút đó, thì mình cảm nhận là chiếc xe nó phản hồi không tốt, có nghĩa là nó cảm giác như nó không có độ cân bằng tốt trong cua. Mình cảm nhận là những cái đoạn mà cua phải á, nếu các bạn cua phải thì nó cũng khá là ổn định, khá là ok. Nhưng mà cua trái á, thì cảm giác như cái xe nó cứ nhồng này, nó không có cảm đầm chắc ở trong cua á, khá là ghê. Mà trong cua khi mà nó còn đường hơi xấu, hơi sóc một chút á, thì thực sự lúc đó nó còn khá là sợ. Thì mình đi lúc nào trong cua, những cua đó mình chỉ dám đi là 20-30 thôi, đi nhanh hơn thì cảm giác nó khá là sợ. Ok, đó là về cái phuộc. Về cái phuộc tiếp theo, một cái phần nữa đó là capo. Capo ở bên đây, các bạn đi vòng vào đây. Capo trên xe mình thì như các bạn xem ở các phần trước thì mình cũng đã thay capo khác rồi. Lý do là vì gì? Thực sự là thay bô thì mình cũng không khuyến khích các bạn thay bô đâu. Nhưng mà tại vì lý do là cái bô này nó quá êm, cái bô zin của nó thực sự là nó quá là êm đi. Khi mà mình chạy, đôi khi là mình chạy trong thành phố á, có những cái đoạn mà mình vượt qua người ta á, mình vượt từ mình chạy hơi nhanh một chút mà mình vượt từ đằng sau lên á, thì cảm giác là nó người ta khá là bị bất ngờ. Tại vì cái bô mình quá là êm đi, mình vượt lên và người ta không biết là mình vượt lên, người ta hơi bị giật mình ở cái đoạn đó. Một cái điểm tiếp theo về cái capo zin mà mình không thích nữa, đó chính là nó khi mà các bạn chạy đi về, các bạn chạy ví dụ chạy một vòng tầm 2-3 cây gì đó chẳng hạn, và các bạn về bạn để xe trong nhà, trong sân hoặc là một cái nơi nào im lặng, thì bạn sẽ nghe những cái tiếng tạch 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 tạch. Khi mà bạn để dựng xe, bạn sẽ nghe những tiếng tạch 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 tạch, nó khá là khó chịu. Nó giống như là một tiếng nổ nhỏ ở trong cái bô rồi đó. Thực sự là cái này nó cũng không phải là cái lỗi gì cả, mà nó chỉ là cái sự giãn nở của kim loại thôi, giãn nở của cái bô thôi. Nhưng mà cảm giác khá là khó chịu, tiếng tạch tạch tạch. Lúc đầu mình hơi giật mình nghĩ là không biết là nó có vấn đề trong máy móc hay động cơ, nhưng mà khi mà mình nghe sát lại thì mình nghĩ là đó là cái tiếng của cái bô, chỉ là những cái kim loại bô nó giãn nở thôi. Thì mình đã quyết định thay một cái bô khác, nhưng cái bô này thực sự rất là êm. Cái bô này thực ra nó chỉ hơn zin một chút thôi, để mà thứ nhất là nó thoát nhiệt cũng tốt hơn. Cái bô này mình vừa mới chạy, vừa mới dừng đây, nhưng mà mình sờ này, bây giờ hoàn toàn mình có thể sờ cả cái bàn tay rồi mà không bị nóng, thoát nhiệt tốt hơn. Và thứ hai là nó cũng có tiếng động một chút, để mà những cái người mà chạy trước mình á, họ để ý, họ biết là có xe mình từ dưới sau lên đó. Rồi, ok. Tiếp theo, mời các bạn vòng qua đây. Vòng qua đây thì mình sẽ nói tiếp về cái phần đó là cái phần này mình nghĩ là chắc nhiều bạn chạy Vespa thì cũng sẽ biết ở cái phần này, đó chính là cái phần để chân trước. Cái phần này khi mà các bạn rửa xe xong thì sẽ có tình trạng là nước nó sẽ đọng ở trong đây, ở hai bên này. Nó chảy từ trên này xuống, rồi là mình xịt nước lên, nó sẽ đọng ở đây. Và nó đọng, cái này nó dốc xuống nên là nước nó sẽ đọng ở trong đây, nó không thể thoát ra được. Như xe mình á, thì mình không có dùng cái thảm mà để chân. Không dùng thảm để chân, một số bạn thì các bạn dùng cái thảm để chân á. Thì ở một chỗ, số chỗ rửa xe á, người ta không biết, người ta cứ rửa, xịt rửa bình thường, người ta không lấy cái thảm ra. Thì về lâu về dài á,
cái chỗ này của bạn đó, nó sẽ bị mục, nó sẽ bị mục ở chỗ này đó, dỉ sét ở những chỗ này nữa cơ. Thì chính vì do vì vậy mà mình khuyên các bạn mà dùng cái thảm trải sàn ở ngay chỗ này á, thì khi mà rửa thì các bạn có thể nhắc cái người rửa xe á, các bạn nhấc ra các bạn rửa sạch sẽ xong rồi cho nó khô đi, rồi các bạn hãy để cái tấm thảm vào, chứ không mà cứ thế rửa, cứ để thế thì rất dễ về lâu về dài rất dễ sẽ bị mục cái này đó, mục cái này, dỉ sét cái này luôn. Ok, đó là phần để chân trước. Tiếp theo là cái phần để chân sau. Thì khi mà mình mới mua cái xe này về thì nó cũng không có cái phần gác chân sau này đâu. Cái này là mình lắp thêm. Đấy, các nút nhấn ở đây này, mình nhấn cái thì nó sẽ bật ra như thế này. Đó. Cái zin của nó thì nó sẽ không có cái này. Thì cái này cũng là một cái rất là khó chịu cho cái người ngồi sau. Cái người ngồi sau nếu như mà các bạn cao tầm 1m6 hoặc là hơn 1m6 thì khi ngồi yên sau này thì hoàn toàn các bạn có thể để chân để ví dụ dễ dàng. Nhưng mà thực sự là mình đã từng ngồi sau rồi, khoảng tầm 3-4 cây gì đó, các bạn để chân đây thì nó cũng khá là mỏi. Cái chân của mình chồng lên phía trước phải để một, các bạn phải để như thế này này. Đó, chân phải để như thế này, để phía trước liên tục như vậy, ép vào đây thì nó khá là mỏi. Thì khi các bạn gác để cái này thì các bạn để chân ra ngoài nó sẽ dài hơn, nó đỡ mỏi chân hơn. Tiếp theo mình nói tiếp về cái phần gác chân ở đây ha. Gác chân ở đây thì nó cũng có khá là nhiều loại. Ví dụ có những cái loại mà nó sẽ nằm sát, nằm gọn ở trong cái phần bên đây. Như kiểu hãng Biker chẳng hạn, thì nó có một gác chân CNC ở ngay đây. Và mình chọn cái gác chân này, thực sự là gác chân này nó mình chọn nó cũng phải lý do. Thực sự nó không có đẹp bằng những cái gác chân khác CNC, nhưng mà gác chân này thì nó có một cái tác dụng là đôi khi là nó cũng khá là hiệu quả. Đó là những trường hợp mà bạn gửi xe chẳng hạn, người ta dắt xe, mình ví dụ như dắt xe thì vô tình cái chân trống này nó bị lật này chẳng hạn, nó bị đổ chẳng hạn, thì khi đó cái phần gác chân này với cái phần gù trên đây thì nó cũng là một cái điểm tựa, nó sẽ hai cái điểm tựa để mà đỡ cho cái phần hông này của mình, để tránh bị móp, bị chày những phần này đó. Gác chân CNC thì các bạn sẽ liền vào trong đây, liền khối ở trong này nữa, không nhô lên như thế này đâu. Thực sự là cái này xe mình đã từng bị đổ rồi và khi đó mình rất là giật mình. Nhưng mà rất là may khi đó thì nó chỉ bị chảy ở đây thôi, chảy ở đây và chảy ở đây thôi. Còn cái phần này là nguyên vẹn, không bị sao hết. Đó. Thì thực sự là đồ chơi thì Vespa này có rất là nhiều. Các bạn tùy vào gu của mỗi người thôi. Mình cân nhắc lắp các cái món đồ ở trên xe này. Thêm một phần nhỏ nhỏ nữa thôi. Mình chia sẻ với các bạn đó là cái phần rửa xe. Rửa xe ở trong cái phần cốp xe ở trong đây. Thì ở trong đây thì các bạn nói chung là cũng đừng có ngại, nếu như mà đem ra ngoài rửa xe thì cũng đừng có ngại bảo người ta là xịt vào trong cốp này cho mình á, xịt vào trong cái gầm này cho nó sạch á. Thì các bạn mở cái hộp này ra này, đó, và mình xịt vệ sinh ở trong đây. Nói chung là xịt áp lực nước thì mình nên để tương đối cách khoảng tầm 30-40 xăng thôi, chứ không nên là dí sát vô trong cái này thì thực sự nó không tốt. Các cái giòn ở trong đây thì cơ bản là nó cũng đã kín hết rồi, chống nước hết rồi đó. Hoàn toàn có thể xịt vào trong đây để rửa sạch cái phần trong đây. Rồi, ok. Đó là toàn bộ các cái chia sẻ của mình trên chiếc Vespa này của mình từ năm tháng 1 năm 2018. Thế bây giờ nó cũng sắp, mình nghĩ là sắp 4 năm rồi. Nhưng mà thực sự là mình khá là ưng ý chiếc xe này. Thứ nhất là về cái độ ổn định của nó khi mà đi đường trường, khá là đầm chắc, rất là đầm chắc, rất là êm, không có điểm gì chê cả. Và thứ hai là như các bạn thấy là kiểu dáng, mẫu mã rất là đẹp. Với cá nhân của mình thấy là chiếc xe này rất là đẹp và rất là thời trang, và khả năng là hợp với tất cả các phong cách thời trang. Các bạn có thể mặc tất cả phong cách thời trang thì mình nghĩ là đều khá là hợp với chiếc Vespa này. Rồi, ok. Thì các bạn có các thắc mắc hoặc là chia sẻ hoặc là góp ý với mình thì hoàn toàn là comment ở bên dưới ha. Ok, thì hy vọng là mình sẽ quay trở lại với các video mới tiếp theo sớm nhất cho các bạn, chia sẻ về Vespa và các cái dòng xe khác. Ok, cảm ơn các bạn.